Rồi em người nhà đâu? Đây ạ. Rồi anh nói đi. Là bị 4 năm nay rồi. Dạ. Đi chữa tay y rồi là ba châm cứu. Dạ. Châm ở đây là châm cứu gần 4 năm nay rồi. Dạ. Rồi. Nhưng mà không tiếc gì nó bệnh vô từ mùa đông năm ngoái cho về trước thì nói còn nghe được, nhưng mà từ mùa đông năm ngoái về đây nặng hơn. Dạ. Sốt chân và đồng thời nói không nghe được nữa. Dạ. Tức là có, nói không nghe ha. Nói người khác thì không nghe được, tức là nói ra nghe không rõ lời được. Em nói với mọi người im lặng giùm thầy. Thế là cô đã nói ra nhưng mà mình nghe không rõ được. Thầy muốn là có một thế là vẫn nói được nhưng mà nghe mình không nghe không được, nghe không rõ. Dạ. Thế là không rõ ngôn ngữ. Ừ. Nói ra nghe rất là khó. Bây giờ chị nói đi, chị tên gì? Em là Lê Thị Lâm. À rồi, nhà ở đâu? Nhà em ở thành phố Thanh Hóa. Rồi, ở Thanh Hóa. Rồi bị bao lâu rồi? Em bị 4 năm rồi. 4 năm rồi. Bây giờ tôi nói cho chị, tôi làm cho chị nói được, đúng không? Rồi ai xuống chị la đi. Nhiều em xem lên mạng. À, giờ xem lên mạng hả? Ok. Đau quá em. Đau hay sao? Đau rồi. Một chút xíu đau là ơn nữa. Nha. Liên bên nào? Không có cái tay liền bên nào? Không, tay không liền, không có liền. Lưỡi tông, lưỡi tông về phía trái. Rồi lè lưỡi. Lưỡi tông em. À, lưỡi tông bên trái vậy hả? Ok. Lưỡi phải. Đó, nó quay quẹo qua phải ha. Ok, được rồi. Rồi, coi lại. Cho mượn cái gối, cái gì đó, khăn rồi đó. Khăn. Khăn đây rồi. Rồi, đưa chỉ lên đi. Bỏ ra. Năm đầu lên trên. Cho chị ngồi lên luôn nghe đây nè, xin lên đi luôn. Xin chào sao, xin chào sao. Đau nha. Đấy, sáng chung. Bây giờ là chị mà đau quá thì chị nói đau quá. Đau. Đó rồi. Rồi đau quá. Đau quá. Okay. Rõ rồi. Từ từ. Hớp vô. Rồi, hớp mạnh lên. Hớp mạnh lên. Đó, vậy đó, giỏi, đó. Ra được rồi. Rồi, từ, bình tĩnh. Rồi. Rồi thôi, mềm.
mềm nó đây rồi. Đau lắm, đau lắm. Đau, đau quá, đau quá. Wow. Đau, hey. Đau, đau không? Đau quá đi. Rõ rồi đấy. À, chị tên gì? Em tên là Nam. Là Nam. Là Nam. 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 Lâm. Nhà ở đâu? Nhà em ở Thanh Hóa. Rõ hơn thì nói rõ. Nghe rõ khá chút xíu không? Rõ khá hơn rồi ạ. Vâng, rõ hơn nãy hơn nhiều rồi. Rồi. Đợi chút xíu, đợi tí, bình tĩnh nha, giờ làm tiếp nha. Làm cái nắng cái lưỡi lại. Đau nói là tốt rồi. Thật, chứ khó đau mới được, khỏi bệnh chứ bây giờ chị tập đếm số trước đi rồi sẽ nói. Một. Hai. Hai. Ba. Ba. Bốn. Bốn. Năm. Năm. Sáu. Sáu. Bảy. Bảy. Tám. Tám. Rồi. Tôi. Tôi. Tên. Tên. Tên gì? Tên. Năm. Đó. Rồi chị tập nói á, chị tập nói chị sao nói chậm. Giờ chị lè lưỡi tôi coi coi. À. Ngắn mà nó cong quẹo qua đây ha. Dày, đó. Dày ngắn và cong. Ờ, dày ngắn và cong. Rồi le mảnh ra. Ok, nước khá khá rồi. Rồi, bây giờ nhà ở đâu? Thanh Hóa. Nhắc gì vậy? Nhắc đùa. Bây giờ tôi đang bấm một lượt nữa là sẽ đánh tao, chị mới đáng chịu. Ha. Rồi ngồi lên đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi lại. Mọi người đứng dịch ra giúp cho em dịch dịch rộng ra. Cho nó thoáng. Rồi, bình tĩnh lại. Rồi, hớp vô. Đúng rồi. Cho rồi. Chị bệnh này bao năm rồi? Em nghỉ mày 4 năm rồi. 4 năm rồi. Thấy rõ thật rồi đấy. À. Chị tên là gì? Em tên là Lâm. Rồi. Nhà ở đâu? Nhà em ở đây quá. À. Chị có khi mà tôi hỏi chị trả lời chị thấy có cái miệng có thấy dễ hơn không? Dễ hơn. Dễ hơn nha. Thế là tốt rồi. Tốt quá. Bây giờ mà tôi bấm nữa là chị có chịu được không? Chịu được, chịu được để nói. Bây giờ nó có một cái này, khi mà bấm cái này á là chị rất là đau. Ha. Thành ra là khi mà tôi bấm xong về á là anh phải lấy đá đó, anh chườm. Chườm ở vùng này. Ha. Nhưng mà anh chườm chi để cho nó bớt đau nhất lại. Và tôi còn ở đây là cho đến ngày mai nữa. Sáng mai tôi sẽ có bấm cho chị lần lần nữa. À, với điều kiện là anh phải chườm bây giờ cho tới ngày nay để cho nó bớt đau nhất cái này. Vì tôi bấm vậy là đau lắm. Vì nó kích thích cái lại. Bây giờ tôi bấm cho chị thêm lần nữa được không? Được ha. Okay. Bây giờ quay lưng lại đi, quay lưng đi, bấm cho lưng cả. Quay lưng, cho chân lên. Rồi, quay lại. Lùi ra sao anh? Thank you.
2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 chị tên là gì? Em tên là Lâm. Nó khó lắm rồi. Nhà ở đâu? Nhà ở Thanh Hóa. Ồ, giờ rõ như Thanh Hóa rồi ha. Rồi chồng ở đâu? Thanh Hóa. Ở Thanh Hóa hả? Rồi ở đâu? Đang ngồi ở đâu? Em Bà Nhiêu. Ba triệu. Bà Nhiêu. Rồi ba triệu. Bây giờ chị tập á, khi mà nói á, là chị đừng có nói nhanh, chị nói chậm từng chữ. Thí dụ như bà triệu, chị nói bà triệu. Mà nhau. Thấy chưa? Thành ra chị nói cho nó rõ hơn. Cái chữ triệu nói chưa được phải không? Triệu. Nhau. Diệu, 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 diệu. Đáng nào chút. Nào. Rồi, hấp vô. Rồi, triệu. Nha. Cá được chục ha. Giờ tôi bấm thêm một là đợt nữa nha. Chịu đau tí đi ha. Rồi, ok. Trong mới khỏe đấy. Cảm động lắm. Ok, được rồi, quá tốt rồi. Rồi, rồi hấp mạnh lên, hấp. Rồi hấp mạnh khí mạnh lên, hấp. Rồi được rồi. Bây giờ thấy cái sức hấp nó có vẻ mạnh hơn đúng không? Rồi lè lưỡi ra coi. Ok được rồi, khá rồi đó. Rồi bây giờ đếm số giùm tôi lại đi. Một, hai, ba, bốn, năm. Nói anh nó đừng có nói chuyện nữa. Sáu. Sáu. Bảy. Mấy. Tám. Năm. Rồi. Chị tên là gì? Em tên là Năm. Nói anh ra ngoài nói chuyện đi. À, chị ở đâu? Em ở Thanh Hóa. À. Rõ rồi ha. À, chị thấy nãy giờ bấm về, chị thấy dễ chịu không? Em thấy chịu. À, mà đau phải không? Mà đâu. Ok. Bởi vì anh có ý kiến qua cái bấm xong ấy, anh theo dõi cho chị 4 năm rồi bị khi bị bệnh rồi chăm cứu rồi các thứ, thì vì anh thấy kết quả thì theo anh thấy kết quả sao? Nè, báo cáo thầy và xin báo cáo tất cả mọi người đã có niềm tin tìm đến với chỗ trung tâm tập trị liên thông, và tôi cũng là tìm liên tâm chứ không liên thông. Liên tâm. Nhưng mà cũng may mắn cơ duyên được gặp được đến đây thì tôi đã tham gia hai lớp học. Và lớp thứ nhất và lớp thứ hai là 5 ngày, và hôm nay đến đây là duyên mà được gặp thầy Dương Quang Châu Phúc. Thì với cái tín hiệu ban đầu thì trước hết là thấy có những cái có những tín hiệu mà nó đỡ được là cái thần thái, cái sắc thái của cô ấy là so với hôm ra đây là nó khá hơn, Cái thứ hai là tác phong nó nhanh nhẹn hơn, và cái nói là nó có chuyển biến nhưng mà cũng chưa được nhiều. Hôm nay thì thầy Châu bấm được nói nó rõ hơn một chút, thì cũng hy vọng là thấy cái phương pháp này là thấy rất là tốt và rất là nhân văn và là rất là dễ ứng dụng cho mọi người. Đúng rồi. Đến đây xin cũng đến đây là cũng có cái tâm là đến đây làm sao để được gặp thầy chữa, đồng thời là gặp được cái phương pháp của thầy để về chữa cho cô nó mau chóng lành bệnh. Và mong muốn rằng tất cả mọi người cũng gặp được cái cơ duyên này và mọi người đều được chữa khỏi bệnh. Rồi xin cảm ơn. Em cảm ơn thầy. Nhưng mà chị nói chậm á, chị đừng nói nhanh, chị nói thử coi. Em cảm ơn thầy. Rồi, quá ngon. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em.
khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.